Hello, xin chào tất cả các em nha. Lại là thầy Duy đây. Thì hôm nay thì thầy sẽ chữa cái câu cơ hệ ngày 14 tháng 9 rồi ha. Chúng ta có cái đề nè. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng là 200 gram, lò xo nhẹ có độ cứng là 25 Nm. Thời điểm ban đầu t bằng 0 thì lò xo không biến dạng. Thả nhẹ để hệ lò xo rơi tự do sao cho trục của lò xo luôn có phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm t1 như đó, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định. Sau đó thì vật dao động điều hòa lấy g bằng gì đó, biết độ cứng lò xo thì lên nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Thời điểm lò xo giãn 6 cm lần thứ hai cho sau thời điểm t1 là cái thời điểm mà mình giữ lại đó. À, thì gần với thời điểm nào nhất sau đây? À, sau thời điểm t1 ha, gần với thời điểm nào sau đây, có nghĩa là tính từ thời điểm ban đầu luôn, mà tính từ thời điểm mà thả luôn. À, vậy chúng ta sẽ đi tính cái gì, cái khoảng thời gian mà từ lúc bắt đầu dao động cho tới khi mà nó giãn 2 cm là mình cộng dồn vô, được chưa? Ok, chúng ta phân tích một chút nè. Chúng ta thấy là cái việc mà cái vật mà nó rơi tự do đó, à, thì ban đầu lò xo không biến dạng nha. À, lò xo ban đầu là lò xo không biến dạng nè, mà rơi tự do thì nó cũng không biến dạng luôn, được chưa? Lò xo đang biến dạng ha, không biến dạng nè, đang không biến dạng, không biến dạng mà nó rơi tự do, rơi tự do thì nó cũng không biến dạng luôn, thì nó cũng sao, cũng không biến dạng luôn nha. Đó, tại vì cái việc mà rơi tự do đó, ok không? Đó, thì cái gì, nó được rơi tự do mà nó đâu có bị giữ lại đầu này xong rồi nó bị trọng lực kéo đầu kia đâu. Cho nên là cái lò xo của mình là luôn luôn gì, ở trạng thái gì rất là thoải mái, rất là tự nhiên, được chưa? Không có stress gì đây hết đó. Đó, được rơi tự do mà sao lại stress, được chưa? Rồi bây giờ nó nói là giữ lại điểm chính giữa của lò xo nè. À, bây giờ rơi tự do đi, đến thời điểm t1 bằng 0,11 giây thì chúng ta biết là khi mà một cái vật, chúng ta có thể coi là so như là một cái gì chất điểm luôn, khi mà rơi tự do tới một cái thời điểm nào đó, đúng không? Từ khi bắt đầu rơi tới một thời điểm nào đó thì nó sẽ có vận tốc ha. Ok, vận tốc của con lắc lò xo, con lắc lò xo ngay lúc giữ ha, ngay lúc giữ lò xo, thì nó chính là V, gọi là V0 ha, tại nó chính là V0 của dao động điều hòa, được chưa? À, nó là V0 của dao động điều hòa thì này nó chính là bằng để cho G nhân cho T, được chưa? Với G là 10 mét trên giây nè, T là 0,11 nè, chúng ta sẽ dễ dàng có được thằng là 1,1 mét trên giây, được chưa? Hay là bằng đi cho 110 cm trên giây gì cũng được. Đó, 110 cm trên giây. Ok, rồi sao nữa? Và chúng ta biết là khi mà chúng ta giữ lại điểm chính giữa của lò xo đó, chưa? Đó, khi mà chúng ta giữ lại điểm chính giữa của lò xo đó, thì cái chiều dài của lò xo bằng có phân nửa, được chưa? Đó, nhưng mà khi chiều dài của nó giảm phân nửa thì nó sẽ cứng lên gấp đôi, được chưa? Cho nên là sẽ tính độ cứng của lò xo lúc sau nè, độ cứng lò xo, độ cứng của con lắc lò xo luôn ha, độ cứng của con lắc lò xo, độ cứng của lò xo chứ, sorry, của lò xo khi nó dao động đi, khi nó dao động, khi con lắc lò xo dao động, được chưa? Đó, có nghĩa là khi mình giữ đó thì cái độ cứng của lò xo là bao nhiêu, thì cái đề nó chưa ký hiệu chữ K cho nên là mình ký hiệu chữ K luôn. K nó sẽ búp lên gấp đôi lần so với cái độ cứng ban đầu, được chưa? Đó, chiều dài giảm phân nửa thì sao? K gấp đôi. Đó, vậy từ đó mình sẽ có suy ra được gì? Độ giãn tự nhiên luôn. Độ giãn tự nhiên. Tự nhiên nè. Nó chính là bằng gì? Delta L0 bằng MG chia đi cho K. Thì M đây là nhiêu? M ở đây á là đi 0,2, G là 10 chia cho 50, được chưa? Đó, chúng ta bấm thôi, là 1 chia 25 là 0,04, được chưa? 0,04 m là bằng 4 cm. Đây là độ giãn tự nhiên. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái gọi là tính cái biên độ, được chưa? Biên độ dao động lúc sau. Thì biên độ dao động lúc sau rất là dễ, là khi lò xo bị giữ á, thì nó đang ở trạng thái tự nhiên, dễ cái vòng tròn ở trước luôn nè. Thầy vẽ cái vòng tròn ở trước nha. Vẽ đây đi. Đây. Đó, chúng ta sẽ phân tích dao động điều hòa trên với cái vòng tròn lượng z luôn. Chung là bài này cũng khá là dễ, chỉ có cái là hiểu cái hiện tượng một chút ha, là làm được. Chúng ta có là thằng này nó chính là O nè, được chưa? Thằng này á, biên độ của nó thì chưa biết, được chưa? Nhưng mà nó đang ở trạng thái tự nhiên, đúng không? Nó đang ở trạng thái tự nhiên. Rồi. Bây giờ á, ngay cái khoảnh khắc đó đó thì lò xo đang ở trạng thái tự nhiên, có nghĩa là đang ở trừ delta L0,
là bằng trừ 4 cm. Còn vận tốc của nó đó là bằng cái gì? Vận tốc của nó lúc đó là bằng ly cho 110 cm trên giây. 110 cm trên giây mới tính ở trên. Được chưa? Và omega, tính omega luôn. Tính omega luôn ha. Omega là bằng bao nhiêu? Omega của mình á là bằng căn của gì? K chia đi cho m. Thì thằng quỷ này nó sẽ là căn của K là nhiêu? K là 50 chia đi cho m là nhiêu? M là 0 phết mấy? 0,2. Được chưa? Vậy đáo lên. 1 phần 5 nhân 5 là đi 250. 250 là 5 bi nhỉ. 250 là 5 bi nhỉ. Chính xác, còn gì nữa? 5 căn 10 là 5 bi, đúng không ta? Chọn men chưa? Đúng rồi, 5 bi. 5 căn 10 đi. Ra đang trên dây. Đó, rồi mình cứ thay vô thôi. Cứ thay vô phương trình độc lập thôi. Vậy sao giờ? Nó sẽ dùng phương trình độc lập cho thời gian. Nó tính được A bình thì nó sẽ bằng A luôn đi. Bằng căn bậc 2 của, được chưa? X0 bình cộng V0 bình chia cho omega bình. Được chưa? Rồi bấm thôi. Căn của 4 bình nè. Cho 4 hay trừ 4 bình nó cũng giống nhau thôi. Quỹ này nó là 110 chia đi cho 5 căn 10. Xong rồi bình lên. Nhớ là ở cùng một hệ thống đơn vị nha. Bằng 8,024, 8,02. Được chưa? Thằng này nó sẽ là 8,02. 8,02 cm. Được chưa? Rồi, bây giờ biên độ nó là 8,02. Được chưa? 8,02. 8,02 trừ 8,02. Mà quỹ này là 4, vậy là ở giữa giữa, được chưa? Đây là trừ 4 nè, nó ở giữa giữa. Rồi, bây giờ á, cái xu hướng của nó đang là rơi xuống, nghĩa là đang đi ra biên gì? À, đang đi ra biên dương, đúng không? Đang đi ra biên dưới. Thì nó phải là, ban đầu nó phải là ở đây. Cho đây là vị trí ban đầu nè. Vẽ nó S1 đi. S1 của nó nè. Đó. Bây giờ phải đi qua vị trí lò xo gì? Giãn 6 cm. Được chưa? Lò xo giãn 6 cm. Thì nó sẽ tương ứng với một cái ký hiệu là delta L bằng dương 6 cm. Giãn là dương 6, được chưa? Đó. Chọn chiều dương hướng xuống. Delta L0 cộng cho x ha, độ giãn là gì? Độ giãn tự nhiên cộng cho biên độ. Nói chung là gì? Đây là do con lắc nè, độ giãn là do con lắc nè. Và cái phần nó dao động điều hòa nó gây ra cái độ giãn, được chưa? Thì nó sẽ ra là 6, delta là 0 là 4, vậy suy ra là đây là 4 nha. Vậy suy ra x bằng mấy rồi? X có phải là bằng 2 cm chưa? Đó. Vậy thì nó ở đây. Được không? Đây. Có hai ngọn trên vòng tròn lượng giác. 2 cm đây. Rồi bây giờ nó kêu là lần thứ mấy? À, 2 cm lần thứ hai cơ. Lần thứ hai tức là mình quay từ đây. Được chưa? Xong mình quay lên tuốt đây. Đó, vậy thì mình phải tính được cái góc gì? Mình phải tính được cái góc này nè. Được không? Mình phải tính được cái góc này. Rồi ok. À, bây giờ vô luôn. À, cái khoảng thời gian ha. À, từ T1 á là cái delta T đi. Được không? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Khi cái delta phi của mình á nó bằng nè. Nhìn vô hình nha. Delta phi thì nó sẽ là bằng gì? À, này là 120 độ đúng không? Này gần 120 độ, thôi để 120 độ đi. Cộng đi cho arccos nữa đúng không? Cộng đi cho arccos của cái góc góc này. Đó, góc này là 2 chia cho 8 mấy đó, 8,02. Này vẫn chưa 120 độ lắm đâu nhưng mà gần như vậy, được chưa? Chà, thằng này phải là 360 chứ. Còn chu kỳ T chưa tính. Trời ơi, chu kỳ T chưa tính nữa. 2 pi chia cho này. 2π chia cho 5 căn 10. 2π nè, chia cho 5 căn 10, được chưa? Và cứ để vậy. Rồi, nhân chế chia ngang thôi. Ừ, nhân chế chia ngang thôi. Có gì đâu mà xoắn nhỉ. 120 cộng cho shift cos của 2 chia cho 8,02. Chia đi cho 360. Và nhân đi cho 2π chia 2π chia cho 5 căn 10, được chưa? Là 0,2158, được chưa? 0,216. Đây. Thì này sẽ bằng là 0,216 giây, được chưa? Thì tới đây bạn nào mà chọn luôn câu D á thì có vẻ là sai, được chưa? Tại sao? Đúng ta. Ừ. Tại vì phải cộng cộng thêm bao nhiêu? 0,11 nữa ha. Nhưng mà cộng 0,11 vô thì sao? Ừ. Ha, phải cộng thêm 0,11 vô nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó kêu là thời điểm, được chưa? Thời điểm là tính từ t bằng 0 này nè. Đó. Ok ha. Thì nó phải là gì? À, ghi trong đây luôn nha. Thì màu đỏ trong đây đi. À, t của mình á nó sẽ bằng đi cho nè,
T1 cộng cho cái delta T mình mới tính, có nghĩa là 0,11 cộng đi cho nhiêu? 0,126, 0,216 chứ sorry. Đó thì nó sẽ bằng đi cho là 0,326 giây. Thì nó phải gần câu B nhất. Chúng ta sẽ chọn đáp án B. Được chưa? Rồi ok, thì là thầy đã giải xong cái câu cơ hệ của ngày 14 tháng 9. Nếu các bạn thấy hay thì hãy theo dõi cái Facebook của thầy để đón xem các video tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn.